Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác và mình của Quốc Gia. Sáng nay em chỉ về được một cặp L100 Canterbury khôn, là ông vua trong làng L100 Canterbury. L100 Canterbury khôn là sự hội tụ tất cả tinh túy, sự hay của dòng series L100 này. Và đây là cặp thứ 3 em về của năm 2024. Cặp thứ 3 nha bác. Cặp này gọi là E-Kang, nó đẹp hoa lần. Các bác ngắm cặp E-Kang thôi, gọi là nức nát luôn. Trong 3 cặp, cặp này E-Kang là đẹp nhất, nguyên mộc mạc, mời các bác cùng xem. Và giá thì em giao các bác là 71 triệu đã bao gồm phí ship nha. 71 triệu đã bao gồm phí ship. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng, đây là một trong siêu phẩm của làng Reveller. Nói về dòng L100 Canterbury, một model đỉnh điểm nhất đó là L100 Canterbury Gold. Với thiết kế sang trọng và âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Và mời các bác cùng xem E-Kang nha. Đây, các bác cùng xem E-Kang này. Em tháo luôn E-Kang để các bác cùng xem luôn nha. Độ đẹp của cặp E-Kang này là phê lắm các bác. Ây da. Đây. Đây các bác nhìn cái phần thép bên trong này. Chất lưới vải này. Vải này mà các bác mua về ngoài thị trường không có đâu nha các bác. Cái vải này hay lắm. Rồi. Một cái đầu tiên nha. Tiếp tục cái thứ hai để các bác cùng xem luôn. Tại vì một tay que các bác, một tay que, một tay tháo. Đấy, ngất ngay chưa? Chiến khoán đủ thì em sẽ bớt chút đỉnh cho các bác nha. Còn cọc tiền thì cọc tùy theo các bác, cọc tiền thì em thu hộ tiền. Sao cũng được, em bên em mua bán em đã nói rõ ràng, cọc 10% trở lên. Còn chiến khoán đủ thì em sẽ bớt 1%. Đây là một trong những dòng loa là gọi là niềm mơ ước của biết bao anh em nha các bác. Nó sở hữu là bass 30, một mic, một chép dom. Loa chắc, cứ ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đúng cặp, đúng series. L100 Canterbury Gold, ốc ác bằng chóe nha, nguyên mộc nha các bác. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem thùng vách luôn nha. Rồi em sẽ báo series. Cặp này là cặp thứ 3 của năm 2024. Mà ai đã sở hữu cặp này rồi thì không bao giờ bán đâu các bác. Hai số điện thoại chính quên. Đây là cạnh bên tay phải của loa. Đây các bác có thể ngắm vị đẹp của nó nha. Cạnh phải, mời các bác cùng chiêm ngưỡng. Tiếp tục đến cạnh trái. Đánh với những con âm ly Lukman, Aquafay hoặc là những dòng xăng xui. Tùy theo cách phối ghép, đặc biệt các bác có thể chơi đèn cho những dòng bóng L34, KT88, 300B. Mức mát hay quá. Rồi tiếp cuối cùng là mời các bác cùng xem phía sau. Phía sau các bác sẽ có được những thái trạm loa. Và dòng này có tính năng chơi B-Way luôn nha. Có nghĩa là hai cầu loa, bát chép riêng biệt. Cầu nguyên bản của nó các bác. Chốt loa còn nguyên. Đây là cái tem của nó. Tem nó là mạ vàng các bác. Series là 500134-96R. Dòng chữ ký Canterbury Gold Limited Edition. 500134-96R. 500134-96L có nghĩa là left right. Dòng này là nó khác laser là chìm bên trong nha các bác. Đấy. Chứ không phải cherry giấy đâu, cần một cái miếng đồng mạ vàng.
serie mã 5001349R và 5001349L. Rồi, video đến đây là kết thúc, đây là tổng quan, phía sau các bác cùng xem lại thêm luôn. Giá bên em chiến là đã bao gồm phí ship là 71 triệu.